Xin giới thiệu, đây là những cây nguyệt quế vừa tạo dáng trong vườn nguyệt quế 1.000 cây tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Những cây này có vòng gốc từ khoảng 35 cho đến 50 cm. Như cây chúng ta thấy ở đây thì cây này có vòng gốc khoảng 50 cm, cao khoảng 60 cm và tán rộng 60 cm. Cây này vừa được tạo dáng thôi, cành của nó còn nhỏ. Và cây này có vòng gốc khoảng 30 cm. Cây này thì vòng gốc khoảng 40. Đây là những cây nhỏ đã vô chậu.